Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội đồng đội thành phố Đà Lạt đã tổ chức hội thi nhóm nhảy hiện đại. Hội thi thu hút sự tham gia của 50 đội đến từ các cơ sở đoàn, hội, đội trực thuộc Thành đoàn Đà Lạt. Đây là một trong các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024, chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029. Qua đó tạo sân chơi, môi trường giải trí lành mạnh cho đoàn viên thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố Đà Lạt, đồng thời đáp ứng nhu cầu sở thích, vui chơi giải trí mang tính cộng đồng, phù hợp với xu hướng phát triển của giới trẻ, góp phần thu hút đoàn kết tập hợp thanh niên. Mỗi tiết mục tham gia cuộc thi dựa trên nền nhạc Việt Nam hoặc quốc tế, có nội dung hướng đến ca ngợi Đảng, Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước, tuổi trẻ, truyền cảm hứng tích cực, sử dụng các điệu nhảy Zumba, Hip Hop, Dance Cover, Street Dance, B-Boy, Break Dance, v.v. Mỗi tiết mục được biểu diễn với thời lượng không quá 7 phút. Trên cơ sở đó, ban giám khảo sẽ tập trung vào các tiêu chí gồm trình diễn nhóm, kỹ thuật nhóm, biên đạo, sáng tạo, sự lan tỏa để ghi nhận, đánh giá những nhóm nhảy có thành tích tốt. Thông qua hội thi còn góp phần tạo dựng nét đẹp văn hóa của đoàn viên thanh thiếu nhi, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí mang tính cộng đồng của giới trẻ. Qua đó giúp các bạn trẻ có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, góp phần quan trọng vào công tác đoàn kết tập hợp đoàn viên thanh thiếu nhi, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Đà Lạt đến với người dân và du khách. Cũng qua đó, ban tổ chức lựa chọn các đội thi xuất sắc tham gia cuộc thi Đà Lạt Best Dance Crew 2024.